Xin chào các bạn, mời các bạn đến với vòng 7 trong hành trình vô địch cờ chớp năm 2013 của Lê Quang Liêm. Đối thủ của Liêm tại vòng 7 là siêu đại kiện tướng người Nga Alexei Drif, sinh năm 1969, bằng tuổi với vua cờ Vissi Anand, cực kỳ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Sau vòng thứ 5 thì Drif vươn lên dẫn đầu với 8,5 điểm. Tuy nhiên là ở vòng thứ 6, ông đã để thua cả hai trận và số điểm vẫn giữ nguyên là 8,5. Còn Quang Liêm, sau 6 ván hòa liên tiếp ở các vòng thứ 4, thứ 5 và thứ 6 thì cũng đang có 8,5 điểm. Và đương nhiên hai người 8,5 điểm sẽ được ghép cặp để đấu với nhau. Ở trận đấu này, Drif là người cầm quân trắng, mở đầu với tốt D4. Quang Liêm đáp trả bằng mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, dâng hai tốt để kiểm soát trung tâm ngay từ đầu. Đen đi tốt G6, triển khai thế trận phòng thủ Ấn Độ Kings Indian Defense. Trắng đi mã C3, đen đẩy tốt D5, tấn công tốt C4. Trắng đẩy tốt E3, mở đường cho tượng vào trận. Đen đi tượng G7, chuẩn bị nhập thành. Trắng đi hậu B3, tốt đen ăn C4, tượng trắng ăn lại C4, kết hợp với hậu tấn công vào F7. Đen hóa giải bằng nước nhập thành. Trắng đi mã F3, chuẩn bị nhập thành. Đen đi tốt C5, gạ đổi. Nếu ăn tốt trắng thì sẽ mở bung cột D cho hậu đen kiểm soát. Do đó, trắng đẩy tiếp tốt D5. Đen đi mã D7. Trắng nhập thành. Đen nhảy mã lên B6, kết hợp cùng với hậu và mã để tấn công tốt B5. Trắng đẩy tiếp tốt E4 để bảo vệ D5. Để giảm bớt áp lực nhắm vào F7 thì mã đen ăn tượng trắng và hậu trắng ăn lại mã đen. Đen đẩy tốt B6 để bảo vệ tốt C5. Trắng đẩy tốt E5 tấn công mã F6. Mã đen lùi về D7 tấn công lại tốt. Trắng đi tượng F4 để bảo vệ tốt. Nhận thấy là trắng có hai con tốt cực mạnh đang càn quét trung tâm. Đen đi tượng G7, triển khai phản công ở phía cánh. Trắng đi xe D1, củng cố trung tâm. Đen theo kế hoạch đẩy tốt A6, mở mặt trận phản công ở phía cánh. Trắng đẩy tốt A4, ngăn tốt đen tiến xuống B5. Đen vẫn tiếp tục đấm tốt xuống B5. Tốt trắng ăn tốt đen ăn lại tốt trắng và tấn công hậu. Nếu hậu trắng ăn tốt, thì tượng sẽ A6 và xiên táo cả hậu và xe. Do đó, mã trắng ăn tốt đen và tượng đen A6 ghi mã. Với hai con tốt cực mạnh ở trung tâm, trắng đẩy tiếp tốt xuống E6, tấn công mã. Nếu đen ăn tốt E6, thì tốt trắng ăn lại E6, và đen chắc chắn sẽ mất mã. Còn nếu chạy mã, thì sẽ bị hậu ăn mất tốt C5. Do đó, đen đi hậu B6, kết hợp với tượng tấn công lại mã trắng. Mã trắng không thể chạy được vì đang bị tượng ghim. Do đó tốt trắng ăn mã đen, tượng đen ăn lại mã trắng, xuyên táo cả hậu và xe trắng. Trắng lùi hậu về B3 ghim lại tượng. Đen đi hậu A6 kết hợp với tượng tấn công xe F1. Không thèm chạy xe, trắng đi tượng C7 để bảo kê cho tốt, chuẩn bị phong cấp. Tượng đen cũng không ăn xe mà thủ tiêu ngay quân tốt D7. Trắng đi hậu E3, tấn công đôi cả tốt C5 và E7. Tượng đen ăn B2, hậu trắng ăn E7, tấn công tượng đen. Tượng đen lùi về A4, tấn công lại xe. Trắng bình xe B1, tấn công lại tượng. Tượng lùi về A3. Mất tốt này thì còn tốt khác. Trắng đẩy tiếp tốt lên D6. Đen cũng đẩy tốt C4. Trắng đi xe B6, tấn công hậu đen. Đen lùi hậu về A7. Trắng lùi hậu về E3, tấn công tượng đen. Đen đi tượng B3 chặn lại. Trắng nhảy mã lên E5. Ý tưởng ở đây của trắng là sẽ nhảy vào C6 để đuổi hậu. Sau đó kết hợp với tượng bảo kê ô D8 để cho tốt D6 xuống phong cấp. Để ngăn chặn điều này thì đen bình xe E8 để ghim mã. Trắng dịch hậu sang D4, tháo ghim cho mã. Đen đi xe E6. Giờ theo kế hoạch, trắng nhảy mã vào D6 để tấn công hậu. Hậu đen lùi về E8. Trắng đẩy tiếp tốt D7.
và chỉ một nước nữa là sẽ phong cấp. Xe đen ăn mã trắng, xe trắng ăn lại xe đen, hậu đen ăn xe trắng, tốt trắng phong cấp thành hậu, xe đen ăn hậu, hậu trắng ăn xe chiếu, tượng đen lùi về F8 cản chiếu. Trắng sau một loạt cuộc trao đổi quân loạn xạ thì bây giờ trắng lợi hơn về chất, nhưng đen lại có quân tốt thông nguy hiểm. Trắng lùi tượng E5, đen đẩy tốt C3, hậu trắng B8 tấn công tượng đen, tượng đen lùi về D5, trắng lùi tượng D4 với ý tưởng là sẽ đi hậu E5 sau đó phi vào H8 để chiếu hết. Tuy nhiên còn hai nước nữa cho nên chưa có gì nguy hiểm. Tượng đen ăn vào G2 tấn công xe. Đúng lúc này thì đồng hồ của trắng lùi về số 0 và trắng hết thời gian và bị xử thua. Như vậy là sau 3 vòng đấu với 6 trận hòa liên tiếp thì Quang Liêm đã cắt được mạch hòa và tiếp tục có chiến thắng. Liệu ở trận đấu tiếp theo khi được cầm quân trắng, Quang Liêm có thể phát huy được lợi thế để tiếp tục chiến thắng hay không? Mời các bạn đón xem ở video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.